thông tin từ chính phủ Argentina cho biết nước này chi ra 112 triệu đô la để tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Hơn 1/3 trong số đó, tức là 40 triệu đô la được chi cho các hoạt động hậu cần, kiểu như chiêu đãi lãnh đạo các đoàn, rồi chi cho việc đưa đón đi lại, vệ sinh, công tác phiên dịch hay nâng cấp cơ sở hạ tầng. 43 triệu đô la khác được đầu tư vào các hoạt động an ninh, từ bảo vệ vành đai vòng ngoài tới mua sắm thêm các thiết bị chống bạo động như khiên, hàng rào, đạn cao su hay hơi cay giải tán đám đông. 84 cuộc họp chuẩn bị trước thượng đỉnh G20 cũng tiêu tốn của Argentina 17 triệu đô la. 12 triệu đô la được dành để chi trả lương cho 70 người thuộc đội ngũ kỹ thuật làm các công việc chuẩn bị cho hội nghị. Chính phủ Argentina cho biết chi tiêu như thế là đã rất thắt lưng buộc bụng, nhưng cũng không biết như thế là ít hay nhiều vì các nước đăng cai thượng đỉnh G20 trước đây hầu như không tiết lộ họ đã chi tiêu bao nhiêu để tổ chức một sự kiện như vậy. Bỏ ra hơn 100 triệu đô la để tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 tại đây thì cùng lúc chính quyền Argentina cũng đang phải tập trung đối phó với những vấn đề của nền kinh tế. Mức lạm phát năm nay của Argentina được dự báo là lên tới khoảng 45%, lãi suất ngân hàng thì lên tới hơn 60%. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây cũng đã phải thông qua gói cứu trợ hơn 50 tỷ đô la giúp cho Argentina khắc phục khủng hoảng kinh tế. Trường Sơn, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ thủ đô Buenos Aires, Argentina.